chạy xe thiệt là siêu sang, giớ cho thích là chạy, rồi bây giờ vô đây sạc pin, sạc pin rồi giờ ngồi chờ. Mới được 53% muốn ăn không? Lấy thì trong đó có Starbucks đồ nạt kìa. Không, Starbucks không. Tại bây giờ phải chi mà có một tô bún mắm hay là tô canh chua ngồi lại ăn ngon lắm mấy. Glaze đồ nạt. Glaze á, bự quá, ăn xíu thôi. Chứ cái lớp nó hết hả? Cái lemon lớp á. Nó ngon quá. Ủa, mày nãy giờ mình ngồi rỉ ăn hết trơn luôn hả? Thôi, mang từ lúc mới mở ra là chưa lận. Đâu, cái mới nữa mà. Có một cái hả? Hai cái. Ồ, hai cái hả? Cá nữa. Nhưng mà em cũng ăn hết nữa. Không, nó ngon thiệt. Nó có cái mùi chanh trong đó. Mà nó mềm, nó xốp. Trời ơi, hai cả nhà Happy Saturday. Sao em thấy mình thấy comment nằm chỗ nào ta? Nó đây nè, nhưng mà không có đọc. Ở nhỏ quá, không thấy đường. Bình thường sao? Ở nghe vậy không? Không thấy. Không thấy. Nhỏ quá, không có thấy cái comment. Hai đứa đi làm xong cả ngày hôm nay mới vừa ra. Bây giờ đang trên đường chạy về một thành phố khác tên là Greensboro ở North Carolina. Đang chạy xe nó bị hết pin, bởi cho nên bây giờ phải vô ngồi sạc pin. À, cho ăn nè, ăn đi, thả mình ra. Ai? Không biết là ai xin đó. Vậy mà cũng đọc ra được hả? Vậy mà cũng đọc ra được. Em bé này nó nhỏ xíu nè, cho em ăn với. Hôm nay hai đứa đi làm xa, một đứa bay từ Houston, một đứa bay từ Newark. Vậy cái thành phố tên là gì? Ray hay là Raleigh mà? Raleigh. Raleigh học đọc theo tiếng Pháp á hả? Raleigh. Để mà quay video về đây á, cả ngày đi ăn cũng chỗ đó, đi massage GPS nó cũng chỉ chỗ đó, rồi bây giờ đi sạc pin nó cũng về chỗ đó. Sao đi đâu nó cũng chỉ chỗ đó vậy trời? Cứ là một khu à. Rồi bây giờ sao vô tình gặp Thái ở trong cái công việc. Bây giờ đâu có vô tình đâu, cái này là mình cố tình. Cố tình mà. À, cố tình. Cố tình hai đứa làm chung ở thành phố này, rồi bây giờ hai đứa lái xe chung về một thành phố khác để ngày mai có cái show New Way Tour. New Way Tour ở Greensboro. Có là nhóm Linda Trang Đài, Thái Tài, Chi Vân Trinh, Lilian. Rồi còn có là Đan Uyên bay từ Atlanta qua, còn có là Nguyễn Phong Hải từ Cali bay về. Cho nên là có cái show văn nghệ ở đó vào ngày mai, nếu bà con nào ở gần Greensboro thì ghé ra chơi show nhá. Trời ơi, anh có fan ở tuốt bên Korea kìa. Ủa? Nhưng mà North Korea hay là sao? Ở bên này mấy giờ? Bên bển là 10 giờ 15 sáng rồi đó. Vậy là South Korea chứ North Korea đâu có internet. Chắc là sao Korea đó. Chứ nó Korea đâu có internet, ai đâu mà dám coi. Không dám ăn đâu, ăn bỏ vô lại chút nữa ăn nữa. Tại vì ăn ngọt quá sẽ bị mập á. Cũng mau quá ha, mới được 60% rồi đó. Này super trust mà. Hôm nay thứ bảy cái nhà sao rồi? Hỏi mày sáng nay mày sao rồi? Bình thường. Làm có ok không? Bình thường. Nèo nó ấy bình thường. Ê lắm hả? Ừ. Chứ mà tôi thấy mày chạy show quá trời mà. Ừ. Nèo ấy thôi nhưng mà show đắt nha. Thôi vậy hả? Rồi bán hàng được không? Ừ. Đứng lên bán hàng. Hay là tao với mày đi ra ngồi bán hàng online đi mày. Sao tao thấy người ta online bán giàu quá mày? Ừ. Không biết đi bán hàng online có khó không ta? Chắc là phải nhìn vô cái mặt nó phải có uy tín đó mày. Cái mặt anh uy tín quá mà. Mà tao có người uy tín mà cái mặt tao hồi nó không có uy tín thôi, chứ con người đó thì uy tín. Nó hơi gian sao? Bây giờ trời sanh ra cái mặt của mình nó cứ gian gian thì mình phải chịu nó gian. Đại Hàn Dương Quốc là ở đâu? Đại Hàn Dương Quốc là ở Đại Hàn đó. Là Nam hay Bắc? Chắc là Nam thôi, tại Bắc ở đâu có internet đâu. Dương Quốc chắc Nam đó. Chắc Bắc là Triều Tiên. Ủa, dân quốc là quốc của dân đó. Ừ. Là đất nước của người dân á. Ừ. Là dân quốc. Chứ còn cái gì Mỹ quốc là ở Mỹ hả?
Mỹ Quốc là chính. Mà tại sao Việt Nam mình không chịu gọi là Việt Nam Quốc ta? Đại biệt. Tự nhiên hỏi mẹ đâu mà ở Việt Nam. Đến nay mình cũng phải nói là mình ở Việt Nam Quốc chứ. Thôi đi xa lắm rồi đó. Đi xa lắm, phân tích giờ khó quá. Ước gì giờ có cái... Đang ở North Carolina. Ai vậy? Không biết. Ai hỏi thì mình trả lời. Giờ phải chi mà có cái nồi cá kho tộ ngon ha. Là em rủ đi anh không chịu. Đi ăn đi rồi chạy đi, thả lái. Nó buồn ngủ quá. Hỏi mà no vô nó buồn ngủ lắm. Khỏi thằng... No cái là hết lái luôn á. Từ đây lái xe chắc là khoảng tiếng mấy nữa mới tới chỗ. Cái chỗ không biết đó mình còn đồ ăn gì không ta? Chắc ăn đồ bụi nữa hả? Chắc ăn bụi rồi, giờ 9 giờ 15 mà đi tiếng rưỡi đi. Coi như là 11 giờ 10 rưỡi và 14 mai tới 45, 11 giờ. Vậy là chắc ăn McDonald's nữa rồi. Hay là mình lựa chọn khác để ăn Burger King được không? Diner đi. Hả? Diner, ông ấy sẽ hấp bà tó, không biết có Diner không nữa. Chắc không đâu. Cái chỗ đó đâu phải chỗ lạc hậu đâu mà không có. Chỗ đó không có hả? Chỗ đó không lạc hậu hả? Không, tao nghĩ đó là thành thị mà đâu có lạc hậu đâu. Diner. Hay là đi ăn đang Applebee đi. Dở hả? Tới đó thì mình đi ấn vô coi nó có cái gì. Nhưng mà ăn gì cho nó juicy chút xíu. Ăn gì đừng có khô quá, McDonald's nó khô quá. Ăn hoài giờ ngán rồi. Khổ quá ha. Tại vậy. Rỡ vậy cho đi làm mà ăn đồ bụi kiểu gì không mà. Nếu mà giờ mày về tới nhà thứ bảy mày ở nhà thì mày sẽ làm gì? Sáng dậy dắt chó đi dầm cho nó ỉa nó đái. Ồn chó mày ngu nó hả? Nó không có biết tự đi hả? Sao con nó ngu vậy? Nó em muốn đi vậy cho nó, cho mình đi nữa chứ không phải nó không. Chứ bây giờ mình mở cửa ra nó có biết đi tới cái chỗ nó đi tiểu cái đồ không? Nó biết, nó vẫn đái, nhưng mà nó không, nó vẫn ra, nó vẫn đái, nó vẫn ỉa, nhưng mà mỗi khi mà nó đi ỉa rồi mày có chủ đích nó không? Thì không, chó đâu có biết chủ đích. Nó không biết, nhưng mà cái con em nó khôn lắm. Mỗi lần nó đi xong rồi nó ngồi xuống đất, cái chà chay với cỏ đó. Xong rồi nó lết chừng một hơi một hàng dài vậy nè, rồi xong đứng hình đi. Ôi gì hả, gì đó sạch sẽ không mày? Sạch. Tại vì cỏ nó con này nó ngộ, nhưng mấy con kia thì nó đứng lên đi, còn con này nó kẻ xong rồi nó đưa cái đích xuống, cái nó chay với cỏ rồi nó chay xong rồi đứng lên đi. Ngon, em mới thấy trên đời luôn, mà con này nó mới có 10 tuần nè. 2 tháng rưỡi nha. Khôn dễ sao khôn. 10 tuần đó là 10 tuần của chó thôi, chứ mà mày nhân ra sao tuổi người là nó ít lại. Hình như là 7 tuổi chó mới bằng 1 tuổi người. 1 năm người bằng 10 năm chó. 7. 7 hả? Ừ. Bằng 7 năm chó. Thì bây giờ chó mày nó là 10 tuần người, thì 10 tuần người thì nhân lên, vậy là nó mấy tuổi rồi đó. Ừ, nó mấy tuổi rồi đó khôn, chứ không phải là nó ngu đâu. Không tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó có biết là mà tới quán quýt nặng niệm có nhiều chó đó ngu, nó đâu thích chơi với chủ đâu. Biết. Tới quán quýt nặng niệm mà tới em kia, em kêu mà ok nằm đây chơi với mình, nó lại nằm im chơi, nó ngồi nó nằm đó. Còn không là nhảy muốn chơi, mình chơi dữ giống như mà phết rửa hoặc là kéo giật đó, nó cũng chơi. Là chơi kiểu như là bạo động á. Bạo động, nó kéo gừ luôn á, là bạo động. Nhưng mà không, ngồi xuống chơi. Nhưng bằng chó là dễ thương lắm hả? Dễ thương, nó lâm xù mà lâm quăng. Trời, tao có con bạn nó cũng có con chó kiểu mà chó cách tật beo đó. Ừ. Chó nhỏ vậy nè, đi đâu đó cũng ẩm hết trơn á, nó cưng con chó, nó chơi với con chó dữ lắm. Mà con chó nó cũng lì lắm, con chó thích cái thằng đó nó chơi với con chó. Cái thằng đó nó ẩm con chó lên gì nè, nó thảy lên rồi nó chụp mà con chó thích lắm. Con chó nó thích bạo động kiểu vậy, mà nó không chơi mà đu đưa bình thường đâu. Nó giục lên trời cái nó chụp. Có một lần á nó rớt xuống quẹt cái giò luôn. Ăn cho bệnh viện bó bột tốn mấy ngàn đô.
Tuy nhiên rồi. Ồ, tại con chó nó bị quẹt cái giò đó. Em cũng vậy nè, mới từng rồi em không tưởng đâu là thôi mình đi ra công viên chơi mình đạp xe mà để tập thể dục mà. Thôi dắt con chó theo. Làm chó chạy bộ hay là bỏ xe? Không, em bỏ vô cái ba lô sao nè nè. Thì thay vì bỏ vô ba lô không có tiền không nói, em mở cái nắp ra trước nè để cho nó lòi cái đầu ra để đứng mình chạy vòng vòng cho nó lòi cái nó đầu. Nó thở à, nó coi. Không phải cho nó nhìn đồ này kia. Nhưng mà mày kéo cho ba lô, mày kéo zipper vậy nó ngợp rồi mày giết nó sao? Không, em chỉ mở vừa để nó ló cái đầu ra thôi. À, đó. À, à. Rồi sao mà cái đứng nó nhìn em chạy ngồi thì đâu sao đâu, thấy ồ con chó nó bình thường. Ừ. Thì mình cứ tiếp tục mình chạy cũng mấy ma sao cái từ cái nó cũng nhảy lên cái từ rồi em thấy cái em nó nặng mà sao nó nặng quá có một bên à. À là cái zip nó từ nó trì xuống nó mở ra cái nó rất mẹ con chó nó em đang chạy mà rồi em chạy rồi quên con chó luôn. Không phải quên đâu, chưa kịp bị nó, nó vừa rớt xuống đất là nó kêu ẳng 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 nó cẳng mà mày không có về giờ vậy là con chó nó khôn đó, nó kêu cẳng cẳng là nó biết mày ngừng lại chở nó chứ nó không mà bỏ nó chạy luôn thì sao. Đúng rồi, không nó đau té xuống cái cái là nó đau, nó kêu ẳng 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 chạy luôn, quýnh lên sợ luôn, chạy quýnh lên đó. Rồi hết bỏ trong ba lô em mới chạy tới lại ôm nó siết vô. Ủa mình phải bỏ vô ba lô ơn trước chứ, này mày đi qua quẩy ơn sao hả? Từ bây giờ là bỏ vô ba lô là biết dễ thương luôn, ngồi luôn hết cũng hết dòm hết chạy hết nhưng lên nó khôn ra khôn liền. Té có lần ẳng ẳng nó sợ quá Bây giờ độ cao là anh biết hết mà bây giờ mới về có một tầng biết lên leo cầu thang là sao, biết leo cầu thang với bật cầu thang không? Chứ hồi xưa nó ngủ nó không biết leo cầu thang hả? Chó nó biết leo mà. Hồi 10 năm trước em có một con chó, trời ơi nó sợ, rất là sợ, nó nhát ơi là nhát, không dám từng bước nó nhìn vậy chứ mà không dám lên. Ủa sao chó ngu vậy? Chó nó ngu. Chó luôn nó leo hai cẳng trên cái cầu thang. Ừ. Rồi sau đó nó đẩy hai cẳng dưới nó mới lên tiếp tục. Sẵn lên nói nha, hai cầu thang nha. Bây giờ con chó thường nó chạy á, hai cẳng sau nó khi nó chạy nhanh á là nó về đúng không? Còn con chó của em nó chạy nhanh á nó phóng như là con thỏ vậy đó. Nó không có chạy giống vậy nha, hai cái chân sau nó không có về nhanh, nó đều. Hay ủa vậy là giống con ngựa rồi. Hai cái, nó vậy? con ngựa là vẫn nó không đều, đúng không? Chân trước chân sau lúc nào cũng chân trước. Không, chân sau. Con ngựa là nó nhảy hai chân trước rồi sau đó nó mới nhảy hai chân sau mà. Nhưng mà hai cái chân sau nó không có đều, hiểu không? Còn mà cái này cái chân sau của con chó của em á là khi nó nhảy lên á, hai cái chân sau nó nhảy đều lên cái nhà này là nó bụp. Vậy là con chó mày nó chỉ có nhảy tưng thôi. Tưng thôi, đúng. Chứ không biết chạy. Không biết chạy. Ờ sao cái con nó ngu vậy? Nó chạy thì nó chạy chậm á thì nó chạy, nhưng mà bắt đầu mà mình chạy nhanh á à là nó phải phóng, là nó tưng, nó phóng, nó tưng. Nó cứ bập như là dễ thương cực kỳ. Hay là mình phải cần cho nó vô trong cái lớp huấn luyện không mày? Không, nó vậy nó quá dễ thương. Nó chưa không người ta, phải, không, người ta phải cần huấn luyện nó chứ chó thì phải ra chó chứ, chó nào mà tưởng tượng thỏ mà vậy, nó cực kỳ vậy. Nó như con thỏ vậy đó, tao nhìn mắt cười lắm. Ồ hay là có khi nào lúc mà nó mới đẻ ra đó rồi cái trong cái chỗ mà gì bán thú bán chó đó cho nó sống chung với thỏ, bố nó không, tưởng là không, thỏ không? Không, lúc nó đẻ ra lứa đó có 4 đứa, em tới em coi mà. Nhiều lúc mấy con chó cái mindset đó là đó, nó tưởng nó là con thỏ. Nhưng đâu có biết nó là thân phận con chó. Mày hiểu không? Bởi nó có phóng kiểu con thỏ, chó nào mà phóng kiểu vậy? Y chang con thỏ. 74 rồi đó. 74 chị được chưa? Chạy đi ăn nó chạy đi đâu nhiều không? Cũng nhiều chứ. Mất công mà rẻ quá ha. Ờ 6 đồng mấy. Sao rẻ vậy? Ừ. Bởi cho nên chạy xe điện thì nó cũng tiết kiệm được tiền xăng. Với lại tiền điện nó cũng đủ giá, tiền điện sạc xe mà vào buổi tối nó rẻ hơn ban ngày. Ban ngày rẻ hơn buổi tối. Lạ ghê, ở Việt Nam mình á ban đêm người ta xài nhiều điện hơn ban ngày phải không? Ở Mỹ này ban ngày xài nhiều điện hơn ban đêm. Bởi nếu mà người ta xài quá nhiều điện thì giá tiền nó sẽ cao lên. Lạ vậy đó. Dĩ nhiên rồi, ban ngày ở đâu ai cũng đi làm, ai cũng mở chuyện lên, buổi tối ai cũng tắt hết xuống. Còn cái nhà ở Mỹ này, ở nhà ai cũng vẫn giữ điện AC, đâu có. Vẫn giữ điện máy lạnh, tủ lạnh, đâu có ai, đâu phải như Việt Nam mà tắt thì ban ngày là tắt mẹ hết. Đi làm tắt hết. Nhưng mà nó ra ban ngày là có nắng mặt trời, tao đâu cần xài nhiều điện đâu. Nó sai, càng sai. Nắng mặt trời là bên trong nó càng hít lên, nó càng nóng lên, là phải càng AC nó chạy. À cái đó phải cần nghiên cứu thị trường, người ta cũng để ý nữa. Mà nó vậy đó. Ban đêm thì tiền. Và thứ hai nó ban ngày á, biết bao nhiêu business nó mở lên, nó phải cần mở điện, bắt đầu tối nó tắt hết xuống. Mà cái nhà người ta ai cũng về nhà, người ta cũng xài ở nhà hết trơn. Ủa rồi con chó mày mua nhiêu tiền? Bí mật.
Ủa mày ăn cắp hả? Chó nào mà ăn cắp ông ơi. Mày ăn cắp là nó bắt mày ở tù á. Trời ơi. Chó nó phải có khai sinh, nó phải có nó phải có chứng chỉ đàng hoàng, giống như là có số chứng minh nhân dân không phải đâu, nhưng mà nó còn là bảo đảm guarantee luôn là mày nuôi chết trong vòng năm là nó đền đường chó mới. Nó nói mà mày nuôi trong vòng năm nếu chết là đường chó mới. Nó nghĩ là nó sợ mày thiếu kinh nghiệm. Đúng thế. Lần đầu tiên mua chó về cái bây giờ mày ngược đãi chó. Nhưng mà nhưng mà trong vòng 3 ngày sau khi nhận con chó là phải mang đi vet để cho nó khám hết, có nghĩa là đã khám chích qua. Chích ngừa này. Nó có lấy DNA đồ không mày? Không. Cái đó là trong cái kia nó có sẵn rồi, trong cái khai sinh nó có sẵn. Rồi nó liệt kê là ăn chó là có cái máu loại B, C, L, D luôn. Máu gì, đó, ba là ai, mẹ là ai, này kìa. Ủa có luôn hả? Có chứ. Có tên ba má của con chó luôn hả? Có, giống gì. Giống kia là bao nhiêu phần trăm gì, pure red. Rồi có địa chỉ của ba má ăn chó không? Vậy lúc mày muốn cho nó gặp ba má nó rồi đẹp. Không, cho đi là xong rồi đó, không có địa chỉ gì đó. Là nó private luôn, nó không cho nhân, nó không cho tới giờ mặt lại hả? Giống như là cái diện mà gọi là đi bỏ con vậy đó. Vì tội nghiệp đó chứ. Không. Vậy là cuộc đời nó không có nhận ba, không gặp ba má nó nữa. Nhưng mà mình gia đình mới. Nhưng mà mày là con người mà, chứ làm sao nó coi mày là má nó được. Dẫu sao thì nó vẫn coi mày là con người, chứ làm sao mà... Nhưng mà tao nói là má con chó kìa, thì nó cũng phải có cái sự nhớ nhung của má nó. Chọn mày hỏi địa chỉ ba má nó đâu, mày dắt nó tới cho thăm đồ này nọ. Không, nhưng mà giờ cũng quên rồi, em thấy đâu có buồn đâu, bình thường. Nó là chó mà, nó buồn sao mày biết được. Tao mày tưởng tượng không mà sao mày biết được. Ông buồn gặp em nó vui lắm, tối về vô phòng nó ngủ tỉnh queo à, không mất ngủ. Nó ngủ với mày luôn hả? Nó có cái chuồng, em thấy cái chuồng bự lắm. Là sao nó cho mình, sao mày không cho nó ngủ chung? Tập cho nó quen rồi mốt mình nó đòi á hả? Nó rồi bầm rồi bế rồi hả? Bầm rồi bế, chó kiện mà nó nhõng nhẽo, nó đu dữ lắm. Nó nhõng nhẽo. Giống như người ta gọi là dạy con từ thở bơ vơ, lộn dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Dạy con sao? Không, từ thở còn thơ đó là dạy chó cũng vậy đó, là từ lúc mới. Dạy con từ thở còn thơ, dạy chó từ thở. Từ thở gì? Chó nó đâu có bài thơ mày. Đâu có bài thơ. Bài thơ chỉ có con người thôi mà. Ok, để tao ra tao rút điện coi. Tạm biệt chụp ok rồi. Vậy được rồi đó. Sạc cái được ra. Gọi tên em đi. David Võ. Ủa rồi mày có đặt tên chó mày không? Hay là cái chỗ mà... Có, cái chỗ đặt mà tên rồi, em đặt tên rồi. Đó tên gì? Jackson. Hả? Jackson. Ủa cái này cái thẻ nó đâu? Biết sao không? Em mua nó từ thành phố Jacksonville. Rồi đặt tên Jackson luôn hả? Jackson. Ủa sao đặt tên Jackson thì giống mi đen mày? Không, nhưng mà em viết cái pronunciation khác nha. Em viết cái của nó là J-A-X-X-O-N. Không phải Jackson. Nhưng mà nếu mà tên đặt tên nó như vậy thì ra đường thì đâu có ai biết nó là Jackson đâu. Người ta vẫn kêu cưng na 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 rồi này nọ thôi. Thì mình giới thiệu. Ai ở Mỹ tụi nó lịch sự lắm. Khi nó gặp con chó mình nó hỏi tên liền. Ủa rồi mày cũng phải giới thiệu như con người vậy hả? Như người vậy đó, giống như là mình gặp, người này là tên A, tên B, tên Mike, tên gì đó, tên Hùng. Thì đây, đây con chó tao nó tên Jackson. Ủa thiệt luôn hả? Yeah. So we quay qua, this is my Jackson. Sao mình rồi con nhỏ kia nó sẽ nói ok vậy hả? Chó nó cũng tên gì đó. Rồi chó nó cũng tên gì, nó cũng giới thiệu lại cho mình. Rồi nó có hỏi đâu. Rồi xong rồi mình cũng chào con chó nó luôn, chứ không phải tự nhiên mà giới thiệu xong không có chào nha. Phải chào lại con chó giống như là người vậy đó. Mình đưa tay hello luôn mà con chó nó có biết luôn hả? Khi mình nó giới thiệu xong, khi em giới thiệu xong, đây là Jackson đúng không? Là bảo đảm cái người mà giới thiệu sẽ là quay qua là hi Jackson liền. Chứ không có tự nhiên mà bơ liền con chó nha. Cái đó là phép lịch sự. Ủa cái chi lạ gì trời? Nhưng mà mày chào thì mày đứng lý ra hai con chó nó gặp nhau thì nó wow wow nhau thì nó chào nhau thôi, chứ không lẽ là mày biết wow wow mày chào. Nhưng mà ý nó nghĩa là khi mà mình nói cái tên con chó đó, cái người con chó nó để nó biết là mình biết nó. Tại nếu nó mà biết nó biết tên nó mà. Nếu mà mình không chào thì nó buồn hả, nó tự ái hả, nó chửi hay gì? Không thì nó vui hơn. Còn nó cảm không giác, chào.
thân thiện gần gũi hơn. Nhưng mà nếu mà không chào nó gọi mình là cái thành phần bất lịch sự. Bất lịch sự, giống như tự nhiên có người lại ta nó hô hai anh hùng nghe tới mát rồi không, hay là hai cái thằng kia. Nhưng mà nó là chó mà nó đâu có quyền đèo bồng như con người mình được. Nhưng mà nó... tự nhiên nó ra cái điều kiện không không chào nó buồn, nó tự ái. Sao mà ra được cái không có tự ái mà là cái gọi là cái sự là lịch sự. Một cái giống như là vui vẻ. Wow, con chó mình cũng lạ quá ha. Thế giới chó nó lạ quá. Rồi, cũng y như thế giới người thôi, chào hỏi thôi mà. In 500 feet, turn như người Việt mình có câu gì? Lời chào cao hơn mâm cỗ. Cái gì ghê vậy? Mâm cỗ là mày biết cái gì không? Mâm cỗ nó là một cái đang ấm dỗ là đồ đó, ăn nó nhiều đó. Lắm luôn đó. Một bàn đồ ăn. Là cái đó nó quý không? Nó quý không? Mà đồ ăn ngon. Mà cái thời mà xưa dưới quê mà tại vì mấy cái câu này viết lâu rồi. Thời xưa mà cái mâm cỗ đó là lâu lâu mới có một lần chứ đâu phải ngày nào cũng được ăn mâm cỗ. Mà nếu mà mình đã ví như vậy á, có nghĩa là cái lời chào. Cái lời chào á nó còn quý hơn là cái mâm luôn. Cái mâm cổ đó luôn. Là cái mâm cộng cổ, là cái mâm nó có đồ ăn luôn. Đó. Nó cộng cổ. Chứ là sao tối thui vậy? Tại vì trời tối mà. Bây giờ mình sẽ tự nghĩ mình cầm cái phone đi. Sao cho nó sáng. Tự nghĩ mình cầm cái phone đi, lấy cái tay mình cầm luôn đi. Thấy rõ không cả nhà? Ủa có ai coi gì? Anh rất là tối thui, nói sao anh đang coi vậy? Không phải, tại trời tối mà. Anh cầm cái đó đi. Các bạn không sáng là nữa. Nhưng mà sáng gì rồi, chạy xe vừa sáng gì livestream rồi. Sáng nó bắt sao mày? Anh đang nhìn. Anh biết anh nhìn cứ anh cứ lái đi. Hả, Mỹ đó là cảnh sát, nó biết mình mở đèn đây nè. Thì tự nhiên nó tưởng mình đang kiếm cái gì đó. Gì cũng được hả? Chừng nào mà nó đu sao đích thì rồi tính. Mà bây giờ người ta đâu có còn ăn mâm cỗ nữa đâu mày. Mâm. Người ta ra nhà hàng hết rồi, người ta đâu có ăn mâm cỗ. Trời, tao chạy với mày, tao lại chìm tao nói. Tao nói chuyện chạy hội chạy lên tới 900% nào không hay nè. Có 70% mà. Chạy xuống lại đi. Hơn tiếng hồ mà tới chọn. Ủa, trời ơi, bao nhiêu người coi, hello mọi người. Oh my god, hôm nay là thứ bảy mà, ai cũng đi chơi mà. Có 20,000 người coi. Rồi con chó mày có định cho nó đi học à? Cưới vợ, cưới chồng được không? À, mày muốn thiến đó. Ủa mày biết nó thành BD luôn hả? Chào chủ nghiệp con người ta hả mày? Không phải. Có, mày tự nhiên mày cho mày biết chó mày phải. Chó BD chủ nghiệp lắm không luôn. Không phải, nó có nhiều lý do. Tụi vet nó nói là khi thiến nó thì cái nguy cơ nó bị ung thư bầu dưới là ít hơn. Tại vì đâu có đâu mà để ung thư. Cắt luôn rồi lấy gì ung thư đó. Rồi thứ hai nữa nhưng mà vô duyên tự nhiên nguy cơ bác sĩ nói là nguy cơ là nó chưa có, mà khi nào mà nó có ung thư thì đi xạ trị, chứ bây giờ nó không có ung thư mà sợ con ta ung thư thiến con ta. Thứ hai nữa là khi mà mình thấy nó thì nó không có đái bậy trong nhà, có nghĩa là nó không, vậy là nó không có cái đó để đái nữa hả? Nó không phải có nó chứ. Nó đái nhưng mà nó sẽ không có đái bậy, hiểu không? Ủa cái gì kỳ vậy? Không, đái bậy là do cái nết mày ơi. Cái nết á là từ đâu? Có nghĩa là anh phải hiểu cái loài chó là tại sao nó đái nữa. Chứ không phải tự nhiên nó mắc đái nó đi đái không? Ờ, không phải. Thì nó có nhiều nước. Sai hoàn toàn. Khi mà con chó nó đái là một có thể là ok nó mắc đái quá nó đái. Nhưng mà có lý do khác nữa là nó mark cái territory của nó. Nó bỏ cái mùi của nó vô đó. Để chi? Để nó đánh dấu cái chỗ đó là địa bộ của nó là tao ở đó đó. Hay là con khi mà sau này mà con chó khác vô dành không có cho, không phải như vậy không, mà khi con chó mái đó tới mùa đó nó hửi được con chó đực mà nó sẽ biết được mà nó chọn, nó sẽ bỏ nhiều bởi nhiều khi mà con... Ồ vậy là nó hửi mùi mà nó chọn gì chọn nó chọn giống hả? Đúng, tới chọn người yêu hả? Bởi vì nhiều khi con nuôi chó cái mà không đi thiến á tới mùa nó chạy mất tiêu, đi đường đực nó mất tiêu. Nhưng mà nó phải thấy cái mặt của con đó. Ví dụ như bây giờ con chó cái nó phải đi đi đâu đó, nó đi ngựa nó gặp cái mặt của con chó đực thì đẹp mặt đẹp mày thì nó mới yêu nhau, chứ tự nhiên giờ hửi mùi thôi là đoán sao được mà theo cái loài chó đó khác là người á, là khi mà nó đẻ ra đó là cái gì là hoạt động trước, cái mũi nó hoạt động trước,
Sau đó đó là bắt đầu tới cái lỗ tai, nó nghe tới cuối cùng mà nó mới thấy. Khác cái con người khi mình đẻ ra là bắt đầu nó khóc oa oa rồi là cái lỗ tai mình hoạt động trước. Sau đó đâu cái con người mình là khóc oa oa là cái mỏ mình cái chứ. Mỏ nhưng mà khi mình cái mỏ thì mình khóc cái miệng á, à, cái miệng cái mỏ mình khóc mình á khóc. Là tại vì mình nghe được cái tiếng người chứ không phải cái mũi mình hoạt động trước. Ok, cái lỗ tai mình hoạt động trước tới cái mỏ sau đó rồi đó. Mày nói gì có chắc không mày, hay là mày trời ơi em nói là có mà sao mà rồi là có lộ, rồi lộ tinh cậy hả, rồi tới nó bị méo rồi kìa, rồi tới cuối cùng á khi mình lớn lên á mình mới bắt đầu hửi. Chứ có khi nào mà anh thấy ai người đẻ ra bắt đầu đi người này hửi người kia hửi người nào không? Không bao giờ. Nó cũng muốn mà tại nó là con nít, nó đâu có biết đâu mà nó hửi. Thì nó cho từ chứ. Cái khứu giác của người không hoạt động cho tới khi sau này à. Sau này cái đầu mình biết ăn biết uống rồi là mình mới hửi cái mùi ăn mùi uống của mình. Rồi bắt đầu muốn bích bạn với bạn tình, rồi mình mới hửi người cái bộ phận cái tay chân của chứ đâu có ai mà gặp người đưa cái tay lên hửi đâu. Nhưng mà con chó là nó đào gặp là nó hửi mình chứ. À. Bởi vì cái khứu giác nó mà con, nhưng mà con chó nó gặp con chó là nó wow wow trước đó, nó hoạt động mạnh nhất. Chưa chắc nó cũng wow wow đó, chưa chắc nó hửi trước, nó hửi rồi nó mới wow wow à. Từ xa anh để ý coi nó hửi trước không bắt là gâu 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 gâu. Mấy con chó khùng nữa nó gặp nó bị điên rồi đó, nó gặp từ xa nó đã gâu gâu rồi, có nghĩa là nó bị quảng hồn rồi từ hồi ngàn kiếp rồi. Con chó em bình thường nó mới gặp chó khác bắt đầu nó à. Và chó của mày là giống, nó giống nó là loại gì? Poodle với lại Shih Tzu mix. Là cái loại mà hay chạy nước miếng á hả? Không, không hay chạy nước miếng. Chó miệng rộng là Old English, có nghĩa là chó mặt xấu á, chó mặt ngu quá, đúng không? Đó là cái mặt, cái mũi nó ngắn ngắn, còn cái mũi này dài dài. Còn chó mày nhìn nó mặt nó thông minh hả? Ừ, con poodle là nó xếp là đứng thứ hai về cái intelligence của loài chó đó. Đứng thứ hai, có nghĩa là nó rất là khôn. Nó khôn, nó dễ dạy. Giống như là mình cái gì nó có phải là cái loại mà vô văn hóa. Rồi đó, nó dễ dạy, nó như là nói là nó hiểu. Nói là nó hiểu cái gì được, cái gì mình thưởng là ok, nó biết là nó sẽ làm nữa. Còn cái gì mà không mình không thích là mình cho nó biết mình không thích. À. Nó có kiểu như nó cãi lời, nó cãi bướng là nó nghe. Giống như là ok, tới giờ chơi bắt đầu đứng dậy đi chơi, hay là tới giờ là đi bộ là đi bộ, đi ra đái là đái. Đâu thì mày không phải nói cho nó biết cái tự nhiên gì mà tới giờ. Ví dụ như mày phải nói nè, chó đi bộ không? Thì nó biết tới đi bộ rồi nó đi bộ, hay là mày kêu nó này vậy tới giờ. Nhưng mà con chó mà nó khôn á, nó chịu đi, nó chịu làm. Còn chó ngu á là mày nói nó hoài, nó ngồi không hoài, nó chịu đi, nó đực mặt ra. Đực mặt ra nó, mình kêu ra nó đi, nó không hề đi, chứ mình nó ngồi đực ra, hiểu không? Hay là nó không có hiểu mày nói gì thì đó, thì bởi vì nó gọi là chó ngu. Còn chó khôn á mình dắt ra không phải là nó ngu, mà tại vì nó không có hiểu mày nói cái tiếng. Không phải đâu, mày phải nói cái tiếng của nó thì nó mới hiểu. No, chứ tự nhiên mày nói tiếng người, chứ con chó khôn á mình nói tiếng người nó vẫn hiểu nha. Cái gì vậy? Yeah, bây giờ em mang con chó ra đúng không, thả xuống bãi cỏ, em kêu go party là đi ra, nó ngồi xuống nó cái đó là mấy tiếng Anh. Bây giờ mày chuyển cái tiếng Việt của nó có hiểu không? Đừng nói cho chó tới thời gian đi đái rồi, đi đái đi. Tại vì lúc từ đầu là em dạy em nói cái chữ đó tiếng Anh mà, chứ em đâu có dạy tiếng Việt đâu, mà sao bây giờ kêu ra nó tiếng Việt? Vậy nó không biết tiếng Việt. Không biết tiếng Việt. Vậy cũng khổ. Vậy là bây giờ mày muốn chó mày hiểu tiếng Việt là mày phải học mà muốn cho nó học lớp Việt ngữ nữa. Thì tập lại, giống như cũng là cái hành động hồi đó em tập bằng tiếng Anh, thì bây giờ em tập ra em kêu đi đái, nhưng mà nó quen cái chữ kia rồi, từ đầu rồi. Thì mình cho nó đi lớp học thôi. Lớp học người ta cũng được, nhưng mà lớp học người ta là đây, đang ở đây là Mỹ không, mà người ta cũng đâu có ai nói tiếng Việt đâu. Ừ. Phải như mà lớp học mà bên Việt Nam á thì nó có. À. Bạn chó mày là bà hàng xóm của em á, bà nói hả, tao trả hơn 1,000 đô đi học á, mà chó tao nó có biết ngồi thôi, nó không có biết làm gì. Còn á 1,000 đô để dạy con chó mà nói á, tao trả hơn 1,000 đô đi học cả tháng trời đi về, nó học được có cái ngồi thôi à. Còn mà con chó của em lấy về mới con tuần trước tuần sau, em đi ra em kêu ngồi là ngồi, đứng là đứng, đi là đi. Trời ơi, bà nói mày là quá là lucky luôn, mà thiệt lucky. Không phải là nó không có hiểu, chứ tại vì bà kia cũng thuộc về cả chớn, nó không có nghe lời bà. Không, bà cũng cần chó bà lắm á. Chứ chó kỳ vậy, chó kêu ngồi thì phải ngồi, đứng là phải đứng, đó là lý do người ta nuôi chó là không muốn có đứa nghe lời. Không, với lại bà chó, em nghĩ là bà chưa hiểu cái cách sống của loài chó. Tại vì chó là loài sống bầy đàn, hiểu không? Nên á, khi mà trong một đàn á thì phải có một con gì? Con cá chớn. Con trưởng, con đứng đầu. Thì con cá chớn đó. Con pack leader đó, nó gọi là pack leader đó, là một con giống như là đứng đầu đó, cầm đầu đó.
thì khi mà con chó nó vô nhà mình cũng vậy nữa, nó mới coi mình với tất cả những thành viên trong nhà khác là một bầy đàn của nó. Và khi mà cái người chủ của nó đó mà làm được cái nhiệm vụ mà của người park leader đó thì nó sẽ nghe theo. Còn không á, mà nó nắm được cái tình hình trong trong nhà mà nó làm park leader đó là nó không nghe. Nó là nắm đầu, nó đầu đàn. Hiểu không? Có nghĩa nhưng mà nó là chó mà nó đòi đầu đàn của người sao được? Được. Sao nó có tính chứ mà đeo không dữ hả? Có nghĩa là những con chó mà hay mà kéo cái người mà dây dắt nó đi đái rồi đó mà nó, mà cả kéo cái màn hình nó rung hả, mà có cọng dây đó mà nó kéo đó 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 là những con chó mà là có cái tánh có cái tánh là đúng là cái gì đầu đái đúng đó. Là đi mà không có quay lại, nếu đi trước cũng được nha, nhưng mà không quay lại nhìn chủ. Là mấy bà đó bằng ngựa đó, mấy bà nó muốn đi đâu đi, muốn bỏ đầu đó không có nhìn không nhìn trước nữa đó. Đó là cái tánh, là cái tánh đầu đàn đó. Đó tánh đầu đàn, không có cái không là đầu đàn. Còn nếu mà nhưng mà thuộc về cái mấy cái con đó là mấy con nó có cái tánh phản bội chứ nó không biết phân biệt nào là chủ nào là tớ thì đâu. Còn con mà khi mà mình đã làm phát leader đó, nó đi trước nhưng mà bước vài bước nó sẽ quay lại nó nhìn mình đợi. Và khi nó đi trễ cũng được nữa, nhưng mà khi mình bước qua mặt nó một thời gian á là nó phải catch up chứ không phải là nó chơi luôn. Đó, cái con đó là con khôn, con biết nghe lời. Vậy là mày phải đi học một cái khóa tâm lý chó trước khi mày mua chó hả? Nó có YouTube anh. Ủa nó có tâm lý chó trên YouTube á hả? Đầy đủ luôn. Là học bao lâu mới hiểu được cái sự suy nghĩ của con chó? Cũng một thời gian đam mê mới mua con chó. Trước khi mình mua con chó mình cũng suy nghĩ, mình cũng điều tra tâm lý, giống như là cái gì cũng vậy đó. Mình phải biết nắm rõ cách mình dạy nó rồi mình mới mang nó về, chứ mà mang nó về là tiêu á. Nó quậy nát cái nhà luôn á. Không biết vậy là chết hả? Không mấy ăn vậy là về nữa. Vậy là thuộc về là mấy con chó nó cũng có cái sự mất dạy trong đó đó. Đúng, trong đó mấy con chó mất dạy là mấy con đó là nó cào nó cấu. Nói chung cũng do mình nữa. Mình biết nó coi mình đang ở hả? Mình biết nó coi cái mình đang ở đó. Đúng. Có nghĩa là con chó nó học cái câu này em học rất hay cô cha là mà tính áp dụng được nhiều nơi nè, là con chó đó nó học không những cái lúc mà mình train nó, mình dạy nó, mà nó học những cái lúc mà mình không hề làm gì hết. Là cái gì? Nó không làm gì rồi lấy gì đâu học? Cái đó nó cũng học nữa. Ủa gì kỳ vậy? Nó học sao mà mày nói ngồi giống như là giống như khi mà train á, mình mang đồ ăn, mình mang cái treat, mình mang cái này kia, mình dụ nó để ok mày ngồi đi, mày ăn đi, mày cho mày thưởng. Nó cho mày thưởng. Cái đó là mình đang dạy. Nhưng mà bình thường cái đó đang dụ mà. Đang dụ. Nhưng mà bình thường ngồi trong nhà này kia này nọ nè, mà giống như là giờ tự nhiên nó đang ngồi trong cái chuồng. Mà giờ tự nhiên đang ngồi trong cái chuồng của nó, mà mình đang ngồi coi tivi, cái nó ắt ngoe lên muốn nhõng nhẽo muốn đòi đi ra, mà tự nhiên mình vừa nghe cái tiếng kêu của nó mình chạy lại, mình mở cửa cho nó ra, nó cười vô mặt mình, nó nói được mình đồ ngu, mình chạy lại mình mở ra tại vì trời ơi nó khóc rồi đúng không, nó đòi ra mà mình chạy lại mình bắt nó ra. Nhưng nó khóc là nó phải chạy nước mắt chứ không, nó qua qua là mới dụ thôi mà, mới dụ thôi. Thì mà nhớ mà mình tự nhiên mình chạy lại mình vỗ sao khóc vậy, ăn miếng đi, hay là ôi ra đây ôm vuốt chải lông đồ này kia. Nó sẽ biết. Cái những lúc đó mình đâu hề, mình không hề đang quên mất là mình đang chạy, đâu có hề chạy đâu, nhưng mà nó đang học á. Là học cái gì? Cách qua lại đó, rồi ngày sau khi mà nó bị ngồi trong đó nữa, cái tự nhiên mà nó thấy mình ngồi coi tivi nó muốn ra nữa, nó lại sao ngoe tiếp. Mà thì cái đó là nó kêu mình mà. Đúng. Thì nó phải kêu mình nữa cho mình thả nó ra chứ. Đúng, thì tại vì nó thấy là đợt trước nó làm được. Đợt này tao làm nữa. Thì tao hao ngoe rồi mày không phải, tao thấy tao làm lớn hơn nữa. Thì mày sẽ lại mở. Vậy là nó ngoe là mình không có, mình không tới mình. Không mà, tới, không hề. Thì mình cho nó ngoe một mình nó luôn. Cho nó một mình nó luôn. Rồi tự nó hết ngoe. Giống như vậy nè. Cái mà trước giờ em đi làm cái dục về đi. Em bước vô nhà, nó trong cái chuồng. Thì nó nhảy tôi mừng đứng là mình là một tư con chó, bằng chó mới mua về nhỏ xíu đừng như gấu bông, thì đa số bằng chạy lại gì ẩm con chó rút ve nựng con chó. Nhưng mà cái điều đó là sao? Là sai tại vì nó dạy con chó là khi mà mình bước về mình sẽ rất là mừng, mình sẽ muốn gặp nó và nó sẽ nhảy tưng lên, là đó là những con chó mà anh bước vô nhà của mấy cái người mà thấy con chó nó nhảy lên cái đùi của người ta đó, là thằng chủ nó về, thường thường là thằng chủ cho nó nhảy tưng lên xong rồi cho đồ ăn đó. Anh vô bước vô nhà khi gặp chó người khác là mình nhìn cái biết cái cách mà nó dạy chó liền Nhưng mà cái cách đó là cái cách đó có phải là mất dạy không? Cái cách đó là mình thương chó nhưng mà mình thương sai.
làm hại là hại con chó thôi. Có nghĩa là nó đối với mình thì không sao, nhưng mà đối với cái những có thể một ngày khách đó. Một ngày nào khác tự nhiên có một cái đứa bé nhỏ nó tới nhà mình, tự nhiên con chó nó nhảy lên, mà nó nhảy lên tới vai tới mặt con bé đó, thì có thể là nó làm chảy nát cái mặt con nhỏ. À giờ cái nó hổn không có nó biết. Mà nó không biết, nó tưởng là nó đang chơi. À nó không hề muốn làm hại con bé, nhưng mà tại vì con bé nó quá nhỏ, nó quá lùn. À là thành ra một cái hành động nó làm cho nó hường chó mà làm cho con chó nó không có ý xấu, nó làm hại đứa bé. Bởi cho nên là mình phải chơi cái chiêu là mình bắt cầm đời. À mình vô nhà là vô nhà cho dễ tương đúng, vô nhà là mình không có vuốt dê gì hết trơn. Vuốt dê em thì đâu nó quăng quăng cậy không đó. Những vuốt dê không vậy mà em bơ luôn. À, không nhìn chơi, mặt luôn, chơi mặt lạnh luôn, chơi mặt lạnh luôn, có nghĩa là vô cởi giày này kia em đi thẳng tốt vô trong nhà. À coi như là trong lòng là trong lòng mày là chó thôi, coi như là trứng mà trong mắt tao mày đúng, mày chỉ là ngồi đó thôi, đi vô kiếm nước uống thay đồ này kia ra ngồi mở tivi xong rồi đó. Nếu mà nó la eo 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 đó thì làm thinh, làm thinh. Chừng nào mà ngồi yên quay lại good boy mình mở ra, có nghĩa là nó học làm sao nó ngồi yên nó mới giỏi. Ờ, nó ngồi yên nó mới được mình quay ra mình đựng mình để ý, mình cho đồ ăn, mình mở cửa là sẽ không bao giờ nó sẽ quay nó quay 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 để nó đi ra, tại vì quay quay đâu được đi ra, mà nó quay 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 nó không có ảnh hưởng gì tới mình đó, mình không quay dịch đó. Vậy là ngồi im á thì mày là good boy, mày wow wow là mày đúng đó, mày không phải là good boy đúng, là mày wow cởi mày qua cởi mày. Nhưng mà nó học được chó con lắm anh, một lần hai lần là học à. Giờ là nó thành một cái thói quen luôn. Thói quen vậy là bây giờ là mày về nhà mày gặp chó mày làm không cho nó vâu. Không vâu là mày đẹp nó liền. Nhưng mà khi em về em biết là em phải mở chỗ cho nó gì đấy, nhưng mà mình làm cái chuyện của mình xong mình hãy cho nó ra để cho nó quen, có nghĩa là bây giờ nó quen hết chưa? Quen nó khi em về mở cửa vô nhà anh ngồi tỉnh queo giống như là không có vâu gì hết trơn trời, tỉnh queo giống như mày không có bước vô luôn vậy đó. mày về kệ mày, tao ngồi đây tao cũng vui vậy đó, thấy không? Nhưng mà vậy thì mày tạo cảm giác, nhưng mày không cần nó thì nó cũng có cảm giác, nó đâu cần mày đâu. Không sao, không cần. Sai nha. Ôi vậy hả? Khi mở ra là nó rất là vui vẻ, uống quýt. Ủa vậy là con chó nó cũng đổi thái độ lẹ vậy hả? Quay nó qua lật mặt vậy hả? Uống quýt xong là ngủ là nằm sát bên mình, là ngủ đưa cái đít vô người mình. Đúng không? Tại sao nó không đưa cái đầu mà nó đưa cái đít kỳ vậy? Tại vì an toàn. Cái đầu của nó nhìn ra hướng bên ngoài để làm gì? Tại vì cái mặt sau của nó là cái mặt yếu, cái mặt trước của nó là miệng móng rồi của nó nằm ở phía kia, cái đó mới là đã an toàn, là cái mặt sau đích của nó là cái mặt nguy hiểm, con nào có thể đi từ sau và cắn nó vào nó đưa cái đích vô mình, có nghĩa là nó cảm giác an toàn nó mới đưa cái đích vô mình. Còn chó con nào mà mình đang ngủ mà nó cứ đưa cái mặt vô người của mình là nó đang rình mình đó hả? Nó đang rình mình là nó sợ mình hại nó hay gì không biết, nhưng mà anh đưa đít cho mình đây thì em để con chó em lại ngủ là anh đưa đít vô, đưa quay ra ngoài nhìn ngoài. Thôi mà mình không cần dạy, không cần dạy, không cần dạy, cái đó là tự động luôn, nó tự động luôn. Oh wow, cũng có nhiều tâm lý chó quá ha. Vậy bây giờ mình dự định cho con chó mình đi học nữa không? Học chứ, nó phải có văn hóa chứ. Học này kia biết để khi mà ra đường á nó không có quậy. Nó không có mất dạy, nó không có quậy. Xong rồi cái nó lỡ mà ra đường á nó nhảy cà tưng lên sai người là nó vô hình vô tình mà nó có thể mất mạng. Đúng rồi, mất mạng là murder đó mày. Mất mạng như chơi đó. Ủa bạn chó mày trong tương lai nó bự lắm hả? Không, nếu nó lớn lên thì nó bự cỡ nào? 10 tao nó xíu vậy đâu, mất mạng dễ dữ rồi. Mất mạng nó thì dễ chứ mất, sao mất mạng ta được, nó nhỏ mà. Mất mạng nó đó, nếu mà nó cào lộn người thì sao? Ta quýnh nó. Không phải, ở Mỹ đâu ai quýnh chó à. Ta thưa. Thưa bỏ con chó xuống. Bắt vô tù. Chích cho nó chết. Chó chuyên nghiệp vậy hả? Người ta sẽ chích cho nó chết. Wow. Có nghĩa là nó thuộc chuyện cho loại chó mà đen trời. Chó mất dạy. Chó mất dạy đó. Chó mất dạy. Người ta sẽ qua phút. Chó mà đèo bồng đó. Đó. Oh wow. Mà cho nó đi học vậy rồi tốn nhiêu tiền lận rồi, nó có tốt nghiệp có chứng chỉ đâu không? Có chứ. Phải có ra lớp tốt nghiệp rồi này nọ hả? Có nhiều loại để học lắm, học chỉ biết đứng ngồi đi này kia comment này kia thôi, nhưng mà có loại học là có thể là gọi là service dog luôn. Có thể là nó ngồi nó dòm mình, hoặc là nó nghe cái nhịp tim của mình. Nó làm gì nhiều chuyện gì? Hả? Nó nghiệp thì làm gì? Để nó báo động cho mình. Có nhiều người giống như là bị bệnh này bệnh kia bệnh nọ đó. Mà giống như có nhiều người bị anxiety hay là nó sợ bị chết đó. Anxiety attack hay gì này kia đi. Mà tự nhiên cái người mà ta
trong vòng tích tắc mà thay đổi liền là con chó nó biết liền. Nhưng mà con chó nó biết đâu làm gì được đâu. Đó. Nó lẽ gì nó đi gọi bác sĩ. Nó đi học rồi nó có đủ nó biết để gọi bác sĩ luôn anh. Nó gọi hả? Gọi nó quanh quanh được. Nó mệt. Chó mà biết gọi bác sĩ luôn biết hả? Biết hết, con chó biết hết á. Bởi vậy á, có nhiều nhà hàng chó đâu được mang vô nhà hàng đâu đúng không? À. Chó đâu không được mang vô những cái chỗ bệnh viện này kia nọ. Nhưng mà nhiều con chó mà đã học xong cái lớp service dog á, nó được đi vô. Vô nhà hàng. Bắt mặc dù chỗ đó. Đó vô nó ngồi nó ăn cái gì? Mặc dù chỗ đó cấm chó. À. Người ta không có quyền không cho con chó nó bước vào. Ừ. Và không có quyền đụng nó luôn. Nó sẽ mặc cái bộ đồ trên người là service dog, do not touch. À. Working, nó nói là con này đang làm việc. À. Nó tồn trạng đang làm việc. À, là nó nghe người ta có bị ngưng thở hay gì đó. Đúng. Nó cấp cứu. Nhưng mà nó có biết hô hấp nhân tạo không mày? Không. Chứ làm sao mà nó gọi 911 mà nói chuyện với bác sĩ nó đàng hoàng được. Nhưng mà nó bảo vệ được cái người kia. Thì bằng cách là nó phải hô hấp nhân tạo hay là nó làm gì chứ làm sao mà gọi phone không để giờ. Đâu biết đâu, con chó đâu, chó em chưa học cái đó nên đâu có biết. Vậy mày phải cần nghiên cứu kỹ hơn á. Chứ tao thấy trả lời gì mà lạ, tự nhiên gọi 911 không lẽ nói bác sĩ tớ cứu lẹ chủ nhân. Và thứ hai nữa, khi mà giống như anh mang con chó của anh thì thường mà travel mà mang con chó đi bay máy bay thì nó sẽ chạc anh trăm mấy đồng đúng không? Nếu mà anh chó của anh học xong cái lớp đó rồi đó thì đi bất cứ nơi đâu, đi bất cứ hotel nào, mặc dù cái hotel đó cấm chó, anh vẫn có quyền dắt con chó bước thẳng vô hotel. Là con chó nó thuộc cái dạng đặc biệt. À, là cái loại mà có ra trường tốt nghiệp, chứng chỉ. Cho nó không còn là gọi là chó bình thường nữa. Nhưng mà cái đó mua bằng được không mày? Nhiều người chủ ta mua cái bằng để cho nó tiết kiệm. Không, những con chó đó phải học thiệt. Phải qua trường lớp nó có test đàng hoàng, giống như đi thi bằng lái vậy đó. Oh wow. Ừ, nó cũng y chang vậy đó. Oh wow. Anh cứ đi phi trường mà anh thấy mấy con chó đi tới luôn đi hửi không? À. Nó học hết rồi đó, nó hửi mùi hết rồi đó. Tại vì con chó nó hửi biết bao nhiêu được cái mùi. Mà hay hả mày hả? Vậy lúc đi qua sân bay á, mà con anh chó có, anh có biết là con chó mà tới mùa mà nó rượng đó, nó có thể hửi được cái mùi của con chó cái kia cách đó 3 miles là nhiêu cả 5 cây số đó nha. Mà có thể nghe được mùi. Nghe được cái mùi của con kia đó bên kia đó. Là có nghĩa là 5 cây số. Oh wow. Ừ, 5 cây số đó. Rồi có khi nào nó đi. Bởi vậy nhiều con chó mà ta cửa nó đi tìm không? Tung cửa đi tìm. Rồi mất luôn là sao? Nó không biết đường về. Nó chỉ biết được cái mùi nằm đó thôi. Còn nó cái đường nhưng về. Mà nó cũng phải nghe được cái mùi của nó ở đâu để đi về chứ. Không. Sao bắn ngu dữ lạ. Con chó mất luôn. Sao chó giờ ngu dữ lạ. Nó nghe cái mùi tao mà nó không biết nghe mùi nó hả? Thôi đi anh à, người đây nè, đi chơi còn mất đúng không diễn. Nó mất xác luôn á. Không về luôn, không diễn chó. Mất là tại vì mình tự nguyện mình bị người ta dụ. Ừ. Chứ không phải là mình biết đường về. Điện chó nó cũng làm vậy thôi, nó cũng tự nguyện nó đi chứ đâu. Nó bị dụ luôn. Là chắc là bị công kia dụ ở lại luôn. Thôi mày ở lại đây tiền nhà miễn phí rồi này nọ cái kiểu vậy. Ở chung với tao cho nó vui hữu hí. Rồi vậy là ở luôn mất luôn chó. Wow. Rồi mày có hay dắt chó mày đi làm neo rồi không? Không, nó còn nhỏ mà. Bóp dắt mày cắt tóc. À. Mà chó mày nhìn ra làm sao? Đó. Chó lông xù nhưng có bông vậy đó. Vậy là nó rụng lông cả ngày vậy hả? Không, cái loại này không hề rụng lông nha. Không phải là chó lông xù nào cũng được. Bởi vậy nó cái poodle là người ta gọi chó kiển á, chân xe người ta khoái chơi là tại vì nó không có rụng đầy nha. Không có rụng đầy nha. Mà phải đi dắt đi cắt tóc. Bởi vậy phải dắt nó đi cắt. Mà ở nhà nếu mà ở nhà mình tự cắt thì cảnh sát có chịu không? Được, nhưng mà nó không đẹp thôi. Mình lấy tâm đơn gì mình hủy nó thôi. Hủy thôi, đúng rồi. Chắc đi học từ từ cũng biết cách thôi. Mà lông của nó như thế nào? Lông nó như con sư tử không? Vì như con mèo không? Vì là nó phối giữa con poodle. Poodle là con chó lông xù mà nó quăng. Còn shih tzu á là con chó tóc lông dài luôn. Đó, mà khi nó phối hai con lại thì để nó vừa quăng vừa xù. Vừa quăng vừa xù mà nó vừa dài mà vừa dài. Giận, nó giận giận. Đẹp. Wow. Thấy dọn dẹp. Còn xù quá khó chải lắm. Nó xù lên nó băng đều. Thì mày phải lấy cái đồ mà mày kẹp tóc đó. Kẹp ra. Mày kẹp tóc đó mày phải gọi kim nhiệt điện cho nóng lên rồi mày mới vuốt ra thẳng được chứ. Đâu chó lại mà lấy đồ kẹp tóc. Chứ không có làm cái đó hả? Cho lòng thẳng ra hả? Không, chỉ có chải thôi.
Nhưng mà tôi nghe người ta nói là con chó nó hửi được người ăn thịt chó đó. Nó hửi được người từng ăn thịt chó. Ở trên người nào mà từng ăn thịt chó ha, đi đâu là chúa đó, chó nó cũng sủa hết trơn á. Ồ, mà dù ăn mấy chục năm về trước rồi mà nó vẫn nghe được mùi đó. Ồ, đó, nó có cái linh cảm. Thôi hôm nay chị nói chuyện với Thái trên xe cũng rất là vui, học hỏi được nhiều thứ về tâm lý của chó. Tao thấy gì cũng bổ ích đó. Nhiều lúc mình sử dụng tâm lý chó vô cái tâm lý con người được không? Được, xong được. Để mình có thể học hỏi được rút ra nhiều. Em học nhiều thứ từ con chó lắm á. Từ lúc mua con chó giờ em học, trời ơi, sự gọi là kiên nhẫn nè. Khi mới lấy nó về mà dễ thương, nó ngồi nó im re, nằm im, nó ngủ, nó không có khóc lóc này kia, nó không có đái bậy trong chuồng, không bị bậy, nó nhịn tới sáng, nó trời giỏi. Thế bây giờ chạy vô trong rừng rồi, này giờ bắt đầu nó không có signal rồi đây. Thôi chào đi. Thôi bye cả nhà. Thank you, thank you.